một là ăn cứt, hai là ăn cơm. Tỷ lệ ăn ba cơm là ăn thì gì? ba còn gì nữa ăn nữa không anh? Ôi ôi đụng má đi rồi đó. Cúng ông bà thứ gì đó thì cúng ông bà cúng thứ gì đó khó khăn thì gọi ông bà ngay lập tức. Ông bà có dặn cúng ông bà cũng tuyệt dữ luôn, cúng ông bà mày sáng hôm nay là sáng mùng một mà sáng ăn cúng là bao bao đỉnh luôn nè. Mày cúng ông bà cái thứ gì đó thì có gì đó có alo gọi ông bà cúng ông bà. Rồi, nhận được phiếu vàng luôn là quá ngon rồi, cúng ông bà cái không có sự kiện flash luôn thôi đi rồi đúng không, hay chết nó ngồi thấy không có sự kiện flash luôn đúng không. Thôi thì tao quay flash 1 thôi. Nổ đôi thì flash 2. Rồi đéo có sự kiện flash luôn má vãi cứt. Mày silver nó yếm. Không có sự kiện hộ lực luôn vãi gì. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đặt gì nữa tầm này, nó ra thì nó ra, nó ra thì nó ra, nó không ra thì thôi. Tôi mới bén hành nhiều vậy. Ờ, tích bữa giờ tôi bơm nhiều mà. Không cần hai thôi. Không cần hai sao có. Bơm cái này thôi, chứ giữa tháng hết bơm rồi. Bùm 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 bùm. Này chỉ cái nổ sớm thôi. Nổ sớm thì cứu vớt tình hình được. Nổ cái gì trước đây? Nổ cái hồn trước đi cho cuộc đời đỡ cơ cực. Má bao nhiêu vé rồi mà sao thấy im quá vậy? Bao nhiêu vé rồi mà sao thấy im quá vậy? Mày 50 vé rồi, làm thứ gì đó đi chứ hay. Bảo hiểm thì thôi, bảo hiểm thì thôi, ghi môn thương thì thôi. Rồi ra con flash luôn. Only chờ trong. Chở đủ mới quay flash đủ ra xem rồi. Rồi trời ơi. Má nổ ra sư phụ luôn. Rồi viên đá đầu tiên luôn. Sống ư nổ viên đá đầu tiên. Đồ mà thôi đá đá hồn đi trả lời viên đá cũng được. Đá đá hồn đi trả lời viên đá cũng được. Đá đá hồn đâu đá đá đi hai viên đá luôn cũng được. Giờ nổ ghét 120 rồi. 120 là đẹp. Nhiều rồi. Cứ đẹp 120 là đẹp. Sao anh Hàn quay Indo vậy? Chả thấy gì. Cứ ánh sáng đầu thấy gì anh? Nổ đôi. Hôm nay có nổ đứt bồ nha, AFK không chỉ nổ đứt bồ mà nó còn nổ chip bồ nữa em ơi. Anh đang mong là nổ đứt bồ lắm em ơi. Đấm đi. Đấm đi. Chip bồ con tôm. Tôm tôm. Đu ngủ ở. Ồ. Đu ngủ chip bồ đi có nghĩa. Chip bồ kìa. Nghĩa nó khổ mày. Anh sáng của đạn đồ nào, anh sáng của đạn chiếu rọi cho một lần đứt bùa đá cũng được, đứt bùa đá, đứt bùa hồn cũng được. Đèo à, bảo hiểm luôn, lệch 130 luôn. Ồ chưa luôn, đậu nó rồi 140 luôn. Ôi cái hồn rồi đụng mé nó tới nữa rồi đó, tới nữa rồi đó. Đồ má 140 ra cái hồn táo nữa rồi đó. Mẹ nó tới nữa rồi đó. Đụng nó rớt ra thêm cái hồn nó dụ nữa nè. Đồ má nó tới giờ đó. Ra cái hồn chèn chèn thôi. Giờ nổ thêm cái hồn nữa thì ngon.
giờ nổ thêm cái hồn nữa thì ngon. Nổ hồn không? Nổ đôi hồn không? Hai hồn liên tiếp cũng được, không cần đúp bộ đâu, hồn cũng được. Má nổ sớm được, không skip được phép nào ta. Không skip được phép nào cho nó bùng nổ ta. Chưa luôn. Ánh sáng đi. Đang tham vọng. Anh Hàn cũng đang tham vọng. Mày đừng bình tĩnh. À, phải tham chứ anh, phải tham chứ. Trời ơi, đồ má khổ rồi. Đồ má khổ rồi. Đủ đá rồi nè, đủ đá luôn nè, thiếu đúng một hồn. Đủ đá rồi. Một hồn. Thì đó bây giờ ra cái hồn thì mới là quét cần 2, giờ một tỷ lệ nãy là nãy là gì ta? Nãy là đá hồn, đá đúng không? Lệt hay không? Lệt thì mình là người xui nhất trong đầu tháng luôn, lệt hay không? Thôi này cứ quay thôi. Hồn hay không? Đá hồn, đá. Ồ, đá thôi, 300. Đá hồn thì chắc đá rồi, đổ đi rồi. Giờ thêm cái hồn, Hồn đầu tiên phải lộn. Đi rồi, tỷ lệ 90% là đi rồi, bảo hiểm rồi. Bảo hiểm đụng nó rất là thêm viên 1.5 nữa mới ép thôi, 3.5 nữa mới ép thôi. Nhiêu rồi? 230 rồi. Hai phát nữa là nổ rồi. Ôi. Cố lên anh ơi. Không nghe gầm đầm đá. Đồn mà cũng muốn cố lắm anh ơi. Ra cái hồn đi. Cũng cố lắm. Nổ đi. 60 rồi này, 60 bị ngưng rồi. Trời. Cũng bộ ghê. Này. Đủ mã điếu lệt trời ơi. Chúa phù hộ con và nguyền rủa mấy thằng sâu. Anh được con mẹ có tôi đó anh ơi. Tao về bờ là mấy thằng sâu rồi, kỹ lệ đi nhiều lắm. Tụi mày chù tao lắm, tao biết mày. Tao biết mấy thằng tình chát chờ tao lắm. Anh nói thế là chết tôi anh ơi. Ôi đủ khí luôn anh ơi, đủ mấy vừa kích 250 luôn, 240, 250. 250 phải. 24 chứ, 24. Đồ mà vừa kích 250 luôn, lấy cho tách đá luôn, đủ luôn à. Đồ mẹ nó bú. Trời ơi, đây rồi, thương ta cần mà sự kiện. Lát 2 đi dọc nó thôi. Từ nơi rồi. Ủa quan nhưng mà có phôi không? Đâu có phôi đâu. Nó được mẹ đéo có phôi. Nó phôi đâu, đâu có phôi nó, mày chờ mới có phôi rồi tôi quýnh tung trời tôi nói rồi anh ơi với mày. Nó phô rồi tôi quýnh tung trời tôi nói rồi. Rồi. Ồ kích nhiên con flash 1 cũng được luôn mà. Đậu mấy buồn gì. Kích được thì nó lại kích đéo được luôn, đậu mấy gì cuối cùng đéo đéo còn con flash 1 luôn. Chán đời thiệt chứ. Rồi ok. Xong rồi mấy anh em. Đậu mấy về bờ ngon lành cành đào luôn. Rồi ok. Xong.